Cao Thiên Trang và Minh Tú đám cưới gần ngày nhưng hai cô dâu vẫn tham dự và quẩy hết mình trong đám cưới của nhau. Đám cưới thì quá nhiều vui, quá trời vui. Mọi người đâu ủng hộ chị Tú nha. Kết thúc cái đám cưới của chị 4 giờ sáng và chị hiện diện ở đây. Bây giờ làm quạt náo chiên là cũng đủ để nói là chị rất là thương yêu em. Bởi vì tổ chức lễ cưới sát ngày nhau nên cả cô dâu mới Minh Tú và Cao Thiên Trang đều tranh thủ đến dự đám cưới của nhau. Với Cao Thiên Trang, người tổ chức lễ cưới sau một ngày thì cô cho biết rằng mình đến dự chung vui, lại thêm để rút kinh nghiệm nữa. Nhiều người cũng phải cảm thán rằng trước đám cưới một ngày vẫn còn đi quẩy nhiệt tình thế này thì đúng là yêu thương nhau thật.